Vân ơi. Dạ. Ra ăn cơm đi này. Vâng. Mặn thế. Anh cho bao nhiêu muối đấy? Có ăn là tốt rồi lại còn đòi hỏi à? Nước đây. Lần sau mà còn lầu bầu đòi hỏi như thế à, thì ta cho nhịn nhịn nhịn. Ủa? Hùng ơi, Hùng ơi, Vân ơi, ra đây cô bảo, ra đây. Ê, cô Vân à, có chuyện gì mà lại ở lều thế? Cháu. Vân, đi vào lều ngay, vào chuồng ngay, vào ngay. Ta dặn lần cuối cùng nhá, cấm nhá, không được đi ra ngoài cơ mà, không được tiếp xúc với ai cơ mà, nhớ chưa? Vâng. Một lần nữa thôi nha, tao đánh tuốt xác. Hiểu chưa? Cướp nhà, nhà cướp bác Tuấn ơi. Cướp nhà, nhà cướp, mau lên, đi đi. Sao, cái gì, nhà nào cướp? Thằng Hùng, anh Tí Vân nhà đầu xóm ấy. Cái gì? Rồi bác đi với em ngay. Thằng đấy nó đánh em nó đuổi em ra ngoài. Bây giờ ở ngoài lều, bác ạ, bác đi với em. Cô nói thế nào ấy chứ. Anh em nhà thằng Hùng với cái Vân ấy thương yêu nhau nhất ở cái xóm này. Quá là bất ngờ luôn, chứng kiến luôn. Em nhìn thấy nó đuổi em nó ra ngoài vườn cướp hết cả tài sản. Bác ạ, bây giờ khổ lắm, nhanh đi. Đi. Anh này. Dạ. Hùng Vân à? Vâng. Tôi biết rồi. Biết thì phải đi cứu chứ lại. Không phải cứu, tôi hiểu rồi. Ồ, hay nhở, bác nói thế mà nói được à? Người ta bảo là xảy ra thì còn chú, mà bác hơn nữa lại là tổ trưởng. Bác vẫn đi, bác phải giải cứu con Vân chứ. Ai để anh nó đối xử với nó như thế? Khổ quá, tôi đã bảo là tôi biết chuyện đấy rồi. Cô là đang hiểu lầm. Hiểu lầm? Chẳng qua là bác không tận mắt nhìn thấy thôi. Em vừa mới nhìn thấy đây này bác này. Cô phải bình tĩnh để nghe tôi giải thích. Cô cứ nhảy vào mồm tôi làm sao nói để cho cô hiểu được. Vâng, thì bác nói đi ạ. Vân ý, là nó đang bị cách ly tại nhà đấy. Bởi vì nó chính là F4. Mà F4 lây từ đâu? F4 là lây từ F3. Mà F3 là ai? F3 chính là bạn của cái Vân hôm qua đến chơi. Ba, tức là cái Vân nó bị F4 Covid hả? Phải. Mà rất là may mắn nhá, khi mà vừa phát hiện ra một cái, gọi điện báo cho chúng tôi luôn. Cho nên là từ hôm qua là nó không tiếp xúc với ai cả. Chỉ tiếp xúc với cả mỗi một mình thằng Hùng thôi. Chính vì thế mà thằng Hùng nó là F5. Hai anh em nó là phải cách ly 14 ngày. Bác ơi, thế đầu tuần em vừa nói chuyện được cái Vân xong thì nhìn lỡ ấy, có dính nhở? Đầu tuần tiếp xúc với nó à? Vâng. Không đeo khẩu trang? Không. À, đầu tuần thì không sao. Bởi vì làm sao, tôi giải thích cho cô hiểu nhá. Vâng. Tối hôm qua, cái Vân nó mới đến nhà nó chơi. Vâng. Nó là F3. Chính vì thế cho nên là cái Vân nó mới là F4 à, vâng. Và thằng Hùng nó là F5 vâng. Nhưng tất cả mọi người đấy là chỉ tiếp xúc trong ngày hôm qua thôi. Mà cô tiếp xúc từ tuần trước ấy là nó không liên quan gì. Người ta chỉ tính từ ngày hôm qua đến bây giờ thôi. Vâng, thế bác cho em hỏi, thế là bây giờ người ta cách ly chúng nó hết từ ngày hôm qua đến bây giờ ấy gì? 2 tuần không thiếu một ngày. Trời ơi, em đi đây. Đi đâu? Em nói bác nghe, người ta bảo là sảy mẹ thì bú gì. Mà em là họ hàng 3 đời với cái Vân, em phải đi mua thức ăn cho chúng nó bác ạ. À, chứ không ở trong đấy 2 tuần mà cách ly ý, có mà chết đói. Em đi nhá, em đi. Vâng. Nhớ cẩn thận nhá. Vâng, vâng. Cô cũng phải đeo khẩu trang vào chứ, hết dịch cũng không được chủ quan. Vâng, vâng, vâng. Dạ, dạ. Mặt hàng đó bên em luôn sẵn trong kho ạ. Dạ. Hẹn gặp anh ngày mai ạ. Vâng ạ. Lần này anh đàm phán cho tốt vào đấy nhá. Mặt hàng này của mình á, tồn kho cả năm trời rồi. Lần này mà không đẩy được đi á, hết đát là chết đấy anh ạ. Em lấy cho anh số liệu của kho B ra đây. Để em check lại xem nào. Alo. Em đây. Ôi dồi ôi, chị ơi, phải bán hết cả cái biệt thự đi mới đủ trả nợ đấy chị ạ. Đúng là đời trượt dốc không phanh. May mà vẫn còn giữ được cái xe để làm mẽ. Dạ vâng, em vừa chuyển đến hôm qua. Ôi dồi ôi, ở đây á, cũ kỹ lắm. Em ở tạm thôi, ở lâu có mà chết à. Nói thật với chị chứ, ở đây á, toàn dân lao động thôi. Kinh chết đi được ấy. Vâng. Chị, xin chào chị hàng xóm mới đến. Hôm nay chị đi làm về sớm đấy. Em nhìn thấy người nghèo khổ ở xóm em nó quen rồi. Nhìn thấy chị sang trọng thế này ấy, trông khác thật đấy. Hôm nào em rảnh, hai vợ chồng em sang chơi chị nhá.
Chào chị ạ. Hai em tìm có việc gì đấy? Biết anh chị mới chuyển đến, em sang làm quen, hỏi thăm anh chị. Bận lắm, đi đi em. Thông cảm nhá, nhà chị đi có việc bây giờ, lúc khác. Đâu em xem nào. Mãi mới dình được vụ hợp đồng này. Anh đi may mắn nhá. Yên tâm. Anh chị đi làm ạ. Giời ơi, giả ngõ gặp gái đen lắm đấy. Này thì còn ký kết cái gì. Để lúc khác ký. Mà anh thấy con này thấy người sàng bắt quang làm họ, càng cái thằng chồng nó nữa. Đi ra. Đúng là phiền phức. Em đây. Em ngủ chưa? Chưa. Rồi ngủ muộn thế. Em ơi, tình hình chán lắm. Công việc chưa đâu vào đâu cả. Chắc là đêm nay anh không về được đâu. Em ngủ sớm đi nhá. Tới nhanh thế. Chồng em nghe thấy tiếng động trên mái, đi theo thì thấy nó vào nhà chị đấy ạ. Anh đưa nó lên phường đi. Anh thả đi em. Anh đưa nó đi. Anh thả đi em ơi. May quá, có hai bọn em, không thì chị chắc chết quá. Có gì đâu chị, chúng mình là hàng xóm láng giềng cơ mà, tối lửa tắt đèn có nhau. Cảm ơn các em nhiều lắm. Chào bố cái. Trời ơi, được rồi. Khổ quá, lúc nãy bố bị ngã xe máy. Vì người ta bảo bố chở hàng. Hàng thì cồng kềnh mà đường thì trơn. Thế bố có làm sao không? Hay để con đưa bố đi viện nhá. Không sao, bố không sao mà. Mà con đã bảo bố bao nhiêu lần rồi, cái xe này nó cũ rồi. Bố để con đưa ra hàng đi sửa đi. Chứ bố cứ đi như này nguy hiểm lắm. Nếu bố mà bị làm sao thì con biết làm thế nào ạ? Mày cứ lo ra. Bố còn phải sống. Đến khi nào mày lấy chồng, thế rồi còn sinh con đẻ cái, lúc ấy bố mới nhắm mắt mới yên tâm được. Ủa ơi. Ôi, con xin lỗi ạ. Nó chỉ đau một tí thôi mà. Hey, không sao. Ơ, bố. À, con gái về rồi đấy à. Xe đạp này ở đâu ra đấy hả bố? Bố vừa mới mua đấy. Một cái cho con này, một cái cho bố này. Hàng Nhật bãi còn tốt lắm đấy con ạ. Vào trong kia, bố có cái này cho con đấy. Cái gì đấy ạ? Cứ vào đây. Đẹp lắm con ạ. Đúng là con gái của bố. Sao lại vừa vặn đến thế nhỉ? Này, con gái mà mặc cái bộ này rồi đúng vào cái hôm nhập trường thì thật là tuyệt vời. Bộ này mà kết hợp với cái sợi dây chuyền. Ô, con ơi, cái sợi dây chuyền mà con vẫn đeo hàng ngày ở cổ đâu rồi? Con... Hả? Con... Chú chết hay là con làm mất rồi? Không ạ, con không làm mất ạ. Con làm sao? Thế nó đâu rồi? Con bán rồi ạ. Hả? Sao con lại bán? Mà con bán để làm gì mới được chứ? Con... Con có biết là đó là kỷ vật thiêng liêng của mẹ tặng cho con không? Con chết rồi, mày... Mày đua đòi ăn chơi rồi mua túi lớn túi bé này để làm cái gì hả? Nó đâu rồi? Sợi dây chuyền đâu?
Gương xe máy của bố thì gãy rồi, đi đường như thế nguy hiểm lắm. Quần áo của bố thì cũng cũ cả rồi. Hôm nay là ngày sinh nhật của bố, với con là một ngày hạnh phúc nhất. Con mua biếu bố ạ. Tấm lòng của con, bố xin nhận. Cảm ơn con. Bố cũng đã bán cái xe máy ấy rồi, vì bố có tuổi, không thể chạy mãi xe ôm được. Tiền xe máy, bố đã mua 2 cái xe đạp con ạ. Con dành dụm một ít tiền để cho con có tiền nhập học. Bố đã tìm được một cái chân bảo vệ ở gần đây, hàng ngày bố đi làm bằng xe đạp, vừa khỏe người lại vừa thuận tiện con ạ. Bố sẽ chuộc lại cái dây chuyền. Đó là kỷ vật thiêng liêng, là hình ảnh của mẹ. Con phải luôn giữ gìn nhé. Vâng ạ, con yêu bố.